Ok, đây là một con màu đen 2007. Thì con này đã được nhám dán tem nhám này, rất là đẹp. Đây là bạn chủ xe. Đây bạn có lên một cái tem cái đề can màu khác. Mình cũng đang muốn lên cái đề can này. Rất là đẹp ha. Cái này mua Hà Nội đúng không? Cái này mua Hà Nội đúng không? Cái này mua Hà Nội đúng không? Hay là ship của ông kia về? Ship của ông kia đấy. Ồ, sao tự khoan hay là ra quán? Tự làm. Ờ ok ok. Nói chung cái này nên là cổ bô cực kỳ sạch luôn. Cổ bô bao sạch luôn. Đây là bạn dán lại tem, đây là, nhìn rất là sạch luôn nha. Còn đây là màu đen bóng. Đây, nhìn kỹ ha. Đây là thanh niên để màu đen bóng zin nó xước răm là. Còn đây là đen nhám, dán màu nhám này thì nó không bị xước răm nữa. Rất là đẹp luôn. Xe này nguyên zin, còn nguyên trinh. Ô giữ xem là cái gì đấy? Giữ sên. Đây giữ sên là nhớt nhớt rồi. Ok, đây là hai con F150. Tổng dâm 37 và 34. Rồi lên hình nào. Ok. Hôm nay cảm ơn. Nani? Cảm ơn Tú nhá. Hôm nay anh lên đây Tú tiếp đón anh hơi nhiệt tình. Ok. Nếu mà có cái đồ gì hay ho thì anh mình lại chia sẻ cho thôi. Thật sự là cái tem này cực kỳ thích luôn á. Hay mình có lên lên tem này không nhỉ? Hello anh em, chào mừng các trở lại. Leo lại là leo đây. Dạ, mình đang có mặt ở Hà Nội. Thì sáng nay mình có đèo thằng em trai mình lên trường học Bách Khoa. Và mình có đi lấy áo và lấy thẻ dự thi cái chương trình Cao Đông Mao Thông á, sáng tác ảnh nhanh á. Ok, thì hôm nay mình sẽ làm vlog theo cái phong trào tự sướng, tự quay mình và tự nói chuyện ở trên này. Thì chủ đề ngày hôm nay mình sẽ nói về cái bộ khung của con GSX-150 và con GSX-R150. Thì đợt vừa rồi mình có đăng một cái bài tham khảo ý kiến anh em á ở trên diễn đàn Suzuki GSX S-R150 và Rider. Thì mình nhận được rất nhiều ý kiến của anh em. Mình muốn cảm ơn mọi người đã quan tâm đến bài đăng của mình. Ui, đoạn này khó quá. Mình muốn cảm ơn anh em đã ủng hộ bài đăng của mình và đóng góp những ý kiến của anh em ha. Thì sau đó mình đã rút ra được kết luận như sau. Thì cái khung con GSX-150 này á, nó dùng con khung của kim cương, khung kim cương mắt cáo. Ok, khung này khá là nhẹ và khá là chắc chắn, nhưng mà ha, cái cấu tạo của khung con này thì nó lại có một điểm yếu, đó là cái khung chính của nó, khá là mỏng, nó rất là mỏng luôn, nên là cái khả năng gánh lực vào cái khung chính đấy nó không được nhiều. Và cái đầu bò cái lốc máy á thì nó này là một phần gánh lực cho cái khung chính đấy, các bạn hiểu không? Tức là cái khung chính ấy nó sẽ có cái đầu bò đấy, nó phụ giúp cho cái khung chính ấy nó gánh lực xé, tránh bị xé khung á. Thì các bạn biết tầm quan trọng của cái con ốc bắt từ khung vào cái đầu bò là như nào đúng không?
thì như nhiều bạn bảo á là lắp chống đổ thì sẽ bị xé khung, cái này mình không phủ nhận nhưng mà mình cũng không khẳng định 100%. Bởi tại vì sao lắp chống đổ thì nó sẽ tản lực lên, không có nghĩa nó sẽ gãy khung. Nhưng mà tại sao lắp chống đổ mà lại gãy khung? Các trường hợp bị gãy khung đều là do lắp chống đổ. Tại vì sao? Thì như các bạn biết á, con ốc zin của nhà sản xuất rất là xịn. Còn cái bộ chống đổ các bạn mua chỉ có 750 đến 800 thôi. Đắt lắm thì cũng chỉ 900 thôi. Nó là khung nhôm. Và con ốc đấy không phải là ốc của nhà sản xuất. Ốc đây là ốc rời ở ngoài. Vì vậy nên cái chất lượng của con ốc ấy không thể đánh giá nó là chất lượng ốc tốt được. Vậy tại vì sao lắp chống đổ mà lại bị gãy khung là bởi vì con ốc đó. Con ốc ấy nó không đảm bảo chất lượng. Nếu mà đổ hoặc là chạy một thời gian mà lốc máy nó rung á, thì bạn biết DOC mà, đó là có hai chục cam nó quay ra nó rất là rung, nó rất là gầm. Thế là cái tỷ lệ gãy ốc hoặc là bị long ốc ấy thì nó có chứ không phải không nha. Có tỷ lệ rất là cao. Đấy cũng là lý do khiến cho cái máy nó rung, nó đang rung thì nó lỏng ốc ra nó càng rung thêm. Khi nó rung thêm nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái khung sườn của nó. Và các bạn thấy đấy, như mình vừa nói ấy, là cái đầu bò nó đóng góp. Cái đầu bò nó sẽ giúp cho cái khung đấy nó gánh được xé. Khi mà cái ốc ở đầu bò nó lỏng ra thì cái chức năng gánh được xé cùng cái khung ấy, gánh được xé của đầu bò nó mất đi. Lúc đấy nó sẽ rung lên. Lâu ngày thì nó bắt đầu nó cái khu vực yếu nhất của cái khung ấy bắt đầu nó hiện tượng nó rách. Nó rách nhỏ thôi, nó rách dần nó lan ra. Và kết quả sẽ bị gãy khung. Còn các bạn bị đổ xe nha, mình nói thẳng nha, những bạn nào mà bị đổ xe mà bị gãy khung luôn ấy, thì các bạn nên xem lại những cái hình ảnh mà trước kia các bạn, trước khi đổ xe các bạn có chụp lại ấy, xem con ốc ấy nó có còn không. Còn nếu mà đổ xe mà bị con ốc vẫn còn mà nó gãy khung ấy, thì tớ đảm bảo là nó không chỉ gãy chỗ khung ấy đâu, mà nó còn lát luôn những cái chỗ khác luôn đó. Bởi vì với tốc độ mà đổ xe, té xe á, với cái tốc độ mà gãy được khung trong khi con ốc vẫn còn á, thì cái lực đâm của các bạn không phải là ít. Nên con xe không phải là chỉ bị xé khung đâu, mà nó còn tan nát con xe á. Vậy là tại vì sao mà nhà sản xuất phải thay thế lại cái con ốc ở đấy? Thì các bạn biết rồi đấy, ốc của nhà sản xuất rất là chắc, ốc rất là xịn. Nhưng mà ốc chống đổ thì lại khác, hàng rẻ tiền mà. Nên là ốc chống đổ nó yếu, mình nói thẳng là nó rất yếu. Chính vì vậy nên cái khả năng các bạn lắp chống đổ mà đi con ốc đấy là khả năng nó một là gãy theo 5 tháng á. Mình chưa nói đến vụ mà lắp chống đổ mà nó đổ đâu nha. Thì theo 5 tháng á, cái ốc đấy nó không đảm bảo chất lượng, nó có thể là gãy à, long ra này. Hoặc tệ hơn nữa là nó gãy làm đôi. Tức là một phần ốc nó vẫn nằm ở trong cái đấy. Rồi cái đường hòa lộn. Các bạn tưởng tượng xem, con ốc đang nằm yên vị, nó đang gắn cái đầu bò với cả cái khung sườn bên dưới nào. Con ốc đang nằm ở đấy, nó gánh luôn cái lực xé. Thì bây giờ cái ốc nó bung ra, cái đầu bò nó làm trơ chẽn ở đấy luôn. Nó làm trơ chẽn, nó sẽ rung. Nó rung là nó sẽ ấn hướng, bởi vì trên cái đầu bò nó có một thanh giàng. Nó bắt vào cái thanh giàng của khung á, nó sẽ kéo cái khung ấy xuống. Nó rung mà, kéo lực hút trái đất nó sẽ kéo xuống dưới. Thì lúc đấy cái khung nó không còn cái gì để đỡ cho cái khung ấy nữa rồi. Cái đầu bò nó bung rồi mà. Thì tất nhiên nó sẽ tan nát được cuộc đời luôn. Còn nói về khung thì các bạn thấy khung của con R3 á, các bạn comment cho mình xem hình ảnh của khung con R3. Khung con R3 cũng là khung kim cương mắt cáo nha. Nó cũng tương tự như con GRX, nhưng mà R3 là máy to mà. Nó là máy to mà nên là cái khung của nó, cái trục chính của nó to rất là nhiều. Nó cũng nằm có một mình à. Bài trước mình có cho mọi người xem rồi đấy. Khung đấy nó nằm có một mình à. Nên là khung con R3 cũng có nằm có một mình. Nhưng mà khung nó dày hơn. Khung R3 nó dày hơn. Nên là khả năng gãy của nó không nhiều. Còn các bạn nào mà không gắn chống đổ nhá, mà đợt vừa rồi có đi thay nằm trong cái viện thay ốc á, mà có thay rồi á, thì các bạn an tâm đi, chạy thoải mái đi. Miễn sao là đừng có đâm vào đâu với cái tốc độ cao mà đâm lát đầu xe. Mà kể cả các bạn có đâm lát đầu xe thì cái phần trăm các bạn gãy khung cũng không khó đâu, không có nhiều đâu. Bởi vì lực đấy là lực trực
dưới chứ không phải là lực kéo hông dưới. Nó rách là ở lực kéo hông dưới nha. Ok, còn là các bạn nào mà đang phân vân có lên gắn tốc độ hay không á thì tùy các bạn thôi, gắn được mà không gắn được. Gắn vào thì như xe mình đây, gắn vào mình có chỗ để chân này, chỗ treo đồ này. Không gắn vào thì thôi. Cái quan trọng không phải là cái gắn tốc độ nha, mà cái quan trọng là con ốc ở tốc độ á. Các bạn nào cẩn thận chút nữa thì tháo nó tốc độ ra, rồi ra mấy cái quán cơ khí á, tìm một con ốc như vậy, dài như vậy và có chất liệu tốt hơn, các bạn vào các bạn thay cho mình thì ok, tha hồ mà chạy. Còn các bạn nào cẩn thận hơn nữa thì hàn nhưng mình nói trước nha, nhà sản xuất người ta đã hàn xong, người ta đã xịt những cái thứ sơn xiếc chống rỉ rồi chống nhiệt hay đủ thứ kia, mình không rõ lắm về cái vụ hàn, nhưng mà các bạn mà có hàn vào thì tránh những cái chỗ điểm yếu hay những cái mối hàn cũ nhé, tránh trường hợp nhiệt nó tản ra và có cái khả năng cái mối hàn nó yếu đi rất là nhiều, đấy là trường hợp hàn. Còn không thì các bạn có thể bắt ốc, cái cách này nó hơi tỉ mỉ chút, mình thì cũng chưa có ý định hàn hay bắt ốc gì cả, mình vẫn để trong đổ là mình chạy thôi. Còn con ốc kia thì mình sẽ đi kiếm một con ốc nó tốt hơn. Có một thắc mắc nhỏ này cho anh em nha, hy vọng là mọi người có thể vào comment bàn luận về cái chủ đề mới này. Thì đây, xe mình là con S150. Biết là nhiều bạn có chạy giống như mình không? Thì mình chạy dưới 60 km đó, dưới 80 luôn, là mình chỉ chạy số 5 thôi, chạy số 5 nha. Nếu mà 60 km mà mình gửi lên số 6 á thì mình có cảm giác như cái vô lăng nó rung. Và các bạn biết nó rung nhiều không? Nó rung rất buồn cười nhé. Nó rung từ bên trái nó đánh sang bên phải, xong rồi nó lại đảo từ bên phải sang bên trái, nó cứ thế theo vòng tuần hoàn đấy, rất là buồn cười. Nên mình rất là thắc mắc cái vụ này, mình sẽ đăng lên đây để cho anh em vào bàn luận xem có ai bị thế không và cách lý do của nó là gì. Bởi vì mình cũng không biết nữa, mình không chắc là lý do tại sao nữa, rất là buồn cười luôn. Mình mới phát hiện ra cái chuyện này trong vòng một tháng thôi. Từ cái đợt đấy mình nhớ không nhầm là mình đang chạy từ sau Rô Đai 2006 là rơi vào 2008 là mình thấy có hiện tượng đấy rồi. Đây nha, mình đang chạy từ 6 này đó, mình cảm nhận luôn này, mình chạy 60 km/h. Nếu qua cái cam mình lại bị hỏng hết rồi nên mình không cắn được trên này được, để nó nắp từ bên trái phải trái phải trái đấy 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 đấy, nó rung rất là cười nhá. Nó giống như kiểu là các bạn đang cầm cái quả bóng mặt, các bạn lăn từ trái lăn sang phải á, nó rung rất là nhẹ thôi, nhưng mà mình đủ để mình cảm nhận được.
Yo, hello, chào mừng đã trở lại. Leo lại là Leo đây. Và đây là tổ ong 34. Hơi nhạt quá ha. Mình sẽ chia sẻ một chút về cái mức tiêu hao năng lượng nha. Hôm nay thì mình chạy khá là hiền. Mình chạy hiền khô luôn á. Đây. Đây là ô tô của mình. Ok, và tiếp theo đây là từ lúc mình đổ xăng sáng nay. Tức là mình chạy đến cầu Hàn mình bắt đầu đổ xăng. Và mức tiêu hao năng lượng ngày hôm nay đó là đây, 53.1 km/1 lít. Có thể các bạn sẽ nói là nó rất ảo, nhưng mà thực sự là nó ảo thật đó. Bởi vì cái này không phải là trong suốt quá trình mình chạy trong ngày hôm nay á, tức là 150 km á, không phải là trong suốt quá trình đấy mình chạy được 53.1 km/1 lít. Mà cái này nó chỉ tính trung bình thôi nha. Bởi vì sao? Bởi vì có những quãng đường mình chạy á, mình chạy trong nội thành. Đây là chip B từ cái quãng đường ngày hôm nay mình chạy đây, chính xác đây. 159 km ha. 52.9 km/1 lít. Thì chính xác ra thì đường trong nội thành thành phố Hà Nội á, thì hôm nay mình chạy nó rơi vào khoảng 48 đến 49.7 km/1 lít. Ok, thì đó là cái cách mình chạy côn. Hôm nay mình chạy khá là hiền, bởi nó chỉ dao động từ khoảng 50 đến 70 km/1 giờ. Mình chạy đường quốc lộ ấy, thì nó rơi vào, nó có thể lên tới 52.5 km/1 lít. Đó là cách máy tính nha. Còn cách mình tính là như này. Ban sáng mình đổ đầy bình luôn á. Mình đổ đầy bình xăng luôn á. Thì ban nãy mình chạy là nó tụt xuống cọc số 2 rồi, chứ nó mất một cọc rồi. Đây có 5 cọc ha. 5 cọc ha. Thì cái quãng đường hôm nay mình chạy quãng đường hôm nay mình chạy là 159 km. Thì mình cứ làm tròn cho nó là 150 km đi. 150 km mà một cọc xăng đầu tiên đó. Sao lắm người đi. Cọc xăng đầu tiên của mình là 3 lít. 150 chia 3 nó rơi vào khoảng 50 km/1 lít. Đây là đường Thập Cẩm. Thì chủ yếu là chạy đường trường là nhiều hơn. Ok, mình chia sẻ ngắn thôi. Còn đây là cuối ngày của mình. Quên mình ha, đây là dụ hành này. Đó, và kết thúc chuyến hành trình hôm nay của mình hôm nay ở đây. Mà nãy có gặp thằng Đức Kubi. Hắn mới lấy con R15V3 rất là đẹp. Mình có chạy thử và mình quay, nhưng mà mình gắn máy nhưng mà mình không ấn nút quay. Gắn máy không ấn nút quay. Ok. Nói chung là con R15V3 nó là một con đáng đồng tiền bán gạo trong cái phân khúc 150 Sport. Khá là đẹp. Ok. Bây giờ mình sẽ quay trở về nhà nấu cơm. Có thể tối nay sẽ ra vlog. Qua. Chạy qua đi. Ok. Đây ạ. Người đã lắng nghe những video vlog của mình nhá. Tiếp tục ủng hộ thằng Leo ha.